Rồi bây giờ anh Cứ Nguyễn ăn nãy cái trái này gọi là trái gì cơ anh Cứ Nguyễn? Ớt gì đó. Ăn cảm thấy sao mặt nhăn với anh? Ủa cảm thấy mùi ớt luôn á. Chị Phượng nghe được mùi ớt không? Ngửi được cái mùi ớt mà ăn ngọt không anh Cứ Nguyễn? Không, lạc hả? Nhưng mà có vị cay gì không? Không. Chút mình thử thử màu này coi coi nó sao ta. Ồ đây là nguyên một dĩa nha, nãy là 1 ký ra 60 ngàn cả nhà. Nãy cái gọi này là cái gì kênh gì tiếng Anh nó còn quên rồi. Nãy trên clip trước còn có quay á mà clip nó đang bị vàng nên còn chưa đăng được nha. Để lát clip hết vàng còn đăng nha. Bây giờ anh Cứ Nguyễn đang ăn ớt nha cả nhà. Của anh hả? Quỳ Xuân. Đầu kinh đồ vô nha, đồ đã được đãi vô nha cả nhà. Đi bằng cái xe máy cài luôn nha cả nhà ơi. Rồi lên đây luôn anh, lên cái dốc luôn anh ơi. Đó này chạy lên cái dốc luôn nha cả nhà, rất là hiện đại luôn nha. Đó lên sẽ lên trực tiếp vô đây luôn nha. Đó kiếm đâu ra cái chỗ resort villa ok như vậy cả nhà. Không Cứ Nguyễn ra nhanh, nó chạy lên cái đây nè. Mình đứng vô đây mình chất đồ vô thôi được rồi. Đó chạy lên nha cả nhà, rất là hiện đại luôn nha. Đúng là tiền nào của đó nha cả nhà. Có bia, nước ngọt, Pepsi, nước suối. Lên luôn, móc qua lên luôn. Không lên nổi nữa anh. Rồi rồi, em sẽ phụ cái kinh lên nha. Đó, mỗi người một tay nha. Đâu đưa vali em cầm vô cho anh các bạn. Mấy nồi ăn xuống. Bắt đầu dì Xuân với chị Phượng cũng đang rửa rau củ nha cả nhà. Rửa trái cây rau củ, ăn sắc rau củ nha cả nhà ơi. Ở rau xà lách, trứng cũng mới cải đồ xong hết rồi. Bắt đầu giờ mọi người vô bếp làm nha cả nhà ơi. Ở bên đây là con gà nha cả nhà. Ở đây là chén xả. Còn đây là xíu mài nha cả nhà ơi. Chị Phượng đang cái sắp ớt nha. Ăn lên nha cả nhà ơi. Đó đây là keo nha cả nhà. Đó đây là nồi keo nha, 3 triệu nha đồng nha cả nhà. Đó ớt chuông xào bò. Trời ơi, đó quá hấp dẫn cả nhà ơi. Vợ lớn vợ nhỏ của vợ nha. Quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Trời ơi hay quá chị Cali ơi, vợ em nó lăn loàn lắm chị ơi, đi ngoại tình không à. Vợ này mở sao ta? Bọn cầm sẽ có nhóm xây lo, mọi người yên tâm đi. Nói chung là bọn cầm nó có cửa vô cái nhóm của tụi em nha mọi người. Chăn dắt luôn rồi nha mọi người. Nhóm xây là nhóm xây là nghĩa địa đó. Sau nở làm vợ em kaka. Nói chung là con người qua mọi người là hết xài nha mọi người. Cho nên là không nãy mãi lên được mà anh có bật cái giận cái chưa? Giận lên lên đó. Con xin hạ con là Tú Anh nha cô. Rồi anh Cứ Nguyễn mau bật cái lò bếp để làm hâm nóng treo lên nha cả nhà. Sao anh Vinh, anh Vinh anh thấy sao anh Vinh? Ngon mà. Ngon, ngọt lắm. Ngọt dai ngon. Có chị giá là 2 triệu 2 một ký nha cả nhà. Con ký 3. Cho em xin cái đôi đũa thôi. Em cũng đói. Rồi đây anh múc cho miếng treo nè. Thôi em ăn bò ớt rồi. Để em ăn miếng treo thử đi cảm nhận nha. Trời ơi trời mày ăn thử đi. Quá chiều quá chị ngon mong dậu không biết ăn. Vô. Chúc mừng ăn bò đi má. Để ăn bò rồi ăn treo đâu. Rồi bò ngon. Rồi chứ Dũng không có ăn treo luôn hả? Rồi ăn thử đi. Chó ăn được. Tài ơi, qua Tài ơi. Giờ chúc mừng mà Tết chiếc xe bò. Tết con ngọ nha. Đó nè. Đó cái ngọ ăn ở một nơi xa nha. 1 2 3 vô. Đó ăn những món ăn gần núi luôn nha cả nhà, rất là hấp dẫn luôn nha. Có trong gần nha. Thì nó cứng mà. Qua đây. Hết chút đá rồi mày uống xét được không? Chưa lạnh mà, bia uống lạnh rồi uống. Coi lạnh bia đá rồi uống lạnh. Thôi, để chút lạnh uống như bia uống.
Đó giờ còn sẽ ăn thử miếng keo để cảm nhận nha cả nhà. Mở lửa lên vậy chưa rồi kìa, dạo dạo kìa luôn rồi anh Đình ơi. Mình chạy đổ vô ha, không ham cái này mình ăn đi, giờ chút mấy bà ăn ấy mình ham lại cho mấy bà. Chúng ta để riêng cho mấy bà hiểu không? Đúng rồi, mình cũng riêng cho. Ờ dạo nó cũng không kém với em đâu Nguyên. Ờ, nó cũng em đâu mẹ mình em qua đây nè em ngồi ăn cơm á, chèo cơm nha. Mấy chị xào đồ ăn nấu nấu đồ ăn còn nhiều lắm, để có chừa lại rồi mình nhậu tức ra đi, mấy bả đâu có nhậu đâu. Bà bự dữ vậy trời. Đồ mất gì nó mua đá. Vô là vô, em xem hai bên em nhiều chuyện tí nhé cả nhà. Kaka anh Vũ Nguyễn Việt cho em nhé. Dạ em đi ngoại tình với tài xế nên mới về lại với anh già nè. Chị Charlie trời ơi bớt áo cũ với Nguyên đi ngủ đi Nguyên. Đó bò này là chào của chị Phượng với dì Xuân làm nha cả nhà. Chào anh Đình nha, anh Đình. Chào mấy ông. Đó bò rất là ngon nha mọi người. Chào mấy anh chị đang xem like nha, cảm ơn mấy anh chị đã ủng hộ của em nha, cảm ơn chị. Nhiều người anh? 146 người. Rồi chào 146 người, sao hôm nay đi chơi mà ít người quý vị, lên mạnh lên mọi người ơi. Có đang hỏng chiến cho nên là em qua. À đang hỏng, đang hỏng, kệ đi. Rồi anh chị cứ qua bệnh hết đi rồi kể lại cho cô em nghe nha. Đó giờ còn sẽ ăn bò nha, treo rất là ngon nha. Giờ bò nha. Chén cái bà hay Dũng. Cái tôi này chén bà đó. Không đại quá, hụt đại đi. Trời ơi tôi biết rồi, ý tôi không phải chén của bà không, tôi để qua cho bà. Không sao thêm nữa. Quên quên nha, không sao cái quên. Em nấu lên cũng sao rồi. Quỳnh ơi, Quỳnh nói nghe Quỳnh, đổ miếng nước tương không? Nước tương chấm với bò chén sạch đường cho cái chén ra cho chè trường, anh bỏ bình nước tương, mắm tôm luôn nè, lấy bịch bịch người cho. Thôi không tôm không? Này chấm nước mắm ngon, mắm sống, vô cái mắm sống vô. Ở đâu? Ở coi. Ở quá trời luôn. Tại ké tới giờ luôn á. Gì? Ờ con Quỳnh nó mặc cái bộ đồ chui ba đứa vô cũng được. Dũng nó chui vô đó, chú Dũng chui vô nó uống sữa đó. Hai như một quá, cái Dũng chui vô là hai như một quá. À nha mấy chú ơi, mấy chú à. Mình nãy làm một cái clip trong sạch đi mấy chú ơi. Đúng rồi. Mà mình chửi lóng á, chửi lái thì được. Hỏi giờ chứ Dũng đang ăn nha. Dũng này ơi, tấp năm năm nha. 2, 1, 2, 3. Vô. Tao bị lóc uống hả 10 lon đó nha mọi người. Trời ơi. Bò lóc lên đăng ký cho em. Giống mời đàn. Cái chấm không tâm chúng anh đâu. Chấm chung. Rồi như đốt áo bông đúng rồi nha má Ngọc ơi. Sao mà chấm thôi nha. Cái sổ bộ mà anh Nguyễn tối nay ngủ với tài à. Anh Nguyễn tối nay ngủ chung với anh Tuấn Nguyễn nha chị Cali ơi. Còn à chứ Dũng này ngủ chung với tài xế nha. Anh nhớ đâu dám ngủ với Dũng đâu trời ơi. Trời ơi. Thôi đi ngủ cho mẹ. Trời ơi lót áo tưởng đi Nguyên ơi. Do bên đó đang nội chiến mọi người qua bên đó không tin chút rồi giờ. Ok chị đánh đòn rồi các bạn. Rồi xong rồi mấy anh chị nhớ quay về lại nha. Dưa leo ăn không hết tối lấy tà lấy xài là được nha. Ok nha anh QHL ơi. Hôm nay rồi món ăn rất là hấp dẫn ngon nha cả nhà ơi. Quẩy là lên cho vô qua đang xem bộ phim lục mức 8 mà lục mức 8 nha mọi người. Lực mặt 8. Mặt 8 à. Trời ơi, cái này bộ phim này ra trước Lý Hải luôn hả? Ra trước Lý Hải luôn nha mọi người ơi. Trời ơi, này nhiều người lực lắm nha, lực qua lực lại, lột mặt nạ ra như em nha, em hay lột mặt nạ ra lắm nha. Sống người nào mặt nào là mình sống với mặt nấy nha cả nhà. Làm cho nó. Rồi ra mai bên kia đang sôi nổi. Trời chứ em phải qua hóng nhẹ cái quá. Hóng nhẹ cái coi nào. Vô ăn miếng nhiều chút đi để cho nó hầm vô rồi 600 mấy người coi luôn rồi đâu ra bên bển bật lên tao nghe coi để tao kìa coi thì y như lời của má Sáu nói cũng đúng tại vì má Sáu bảy qua bển mà thì nếu mà tao nghĩ thì mày có nghĩ không con mấy nó suy nghĩ là con cuộc sống hay lại con bán kiếm tiền. Còn cái câu của má nói là như là đừng có gì ham tiền mà phải quên hai má là má Sáu nói với con đó là không biết má rồi thôi khỏi nghe đi khỏi nghe cho đầu nó tịnh đi mất công nó không nghe rồi tâm nó không tịnh nó mệt lắm mình cứ vui vẻ mình đón kết đi thôi, mình kiếm ăn nhóm của mình đâu lên nhóm mình đi đây kiếm ăn chứ không có kiếm mối nha đón kết chứ ghệ nè trời ơi đón kết chứ ghệ à ghệ bầu à mấy quỷ xô xô hoài gì Tết đang ngọ mọi người ơi. Nè đây là con chi con treo 7 triệu rưỡi nha.
qua tôi là phải luôn gấp đôi. Tân ơi, chị cũng như em vậy, chị cũng đang nhiều chuyện. Mẹ ca ca cũng đang đang bị xử bên kia kìa, á dậu. Thôi em gấp gục nha cả nhà, treo nữa nha. Ok chị Đức Anh ơi. Bên đó quan tiền, bên đây chửi nhau ca ca ca. 9 triệu má. Ca ca vui quá anh Vũ Nguyễn. Nó là 9 triệu chúng lên chứng cử không nữa giờ nó nè. Vui không chị đi trên của em. Dài không? Em rất thương chị luôn nha ca ca ca. Không ăn. 167 luôn cầm. Cơn mưa rào. Đừng lấy nước lấy thật à. Bao bị chửi như xê xê ca 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 chức năng. Chưa mềm đâu để chút đi. Không mềm nổi. Cái da nó thô, cái da nó dai cũng chứ cái thịt rất là mềm. Đúng rồi. Gần mà gần hơn đồ gần là dai với ai lắm. Anh múc chân lên đành cục thịt ra. Bài cho anh Tấn Nguyễn. Chào anh Cấp Tấn nha. Được, anh cho biết. Đúng rồi. Anh Tấn Nguyễn ơi, hả? Anh Vũ Nguyễn có đôi lời gửi gắm đến anh. Dạ. Nói là anh Canh Đình cũng là bạn chí cốt với anh Vũ Nguyễn, anh chăm sóc đặc biệt giùm rảnh giùm okay. Rảnh nha. Ừ. Ok. Đêm nay anh làm được mấy cái nè. Anh vừa rảnh đi được nha chứ đừng cho anh liệt luôn nha. Ờ, đừng có bắt thôi, chung là đừng có bị sức rảnh nha. Còn nha. Đó là đôi lời của anh Vũ Nguyễn gửi gắm đến anh nha anh Tấn Nguyễn. Vũ Nguyễn lôi cung. Trời ơi, Vũ Nguyễn lôi cung rồi anh Vũ Nguyễn. Không sao đâu, có anh Vinh đây lo được rồi Vũ Nguyễn ơi. Anh tối nay 4 cái gỡ 1 cái. Thì tối nay đúng phải chạy nè. Lũ ở đằng kia kìa má, đưa chạy đằng kia kìa, nó để bóp của bản kìa, bạch tha hồ mà đốt. Đốt cái lọ trái nữa. Cái mùi cổ người ta. Rồi rồi anh ăn đi rồi anh về nghỉ đi, nghỉ đi chút xíu tắm. Anh ăn hết này ăn bò ri cho chút cháo hay gì chiều chiều cứ ăn. Chờ gấp tới nha, anh tài xế có nhu cầu tuyển vợ vợ không? Em muốn ấn tuyển làm vợ lớn của anh, em đi ngủ đi Nguyên ơi. Chào cả nhà nha, gọi Huynh xuất hiện luôn nha. Xuống cái giờ mới giữa hả? Ý là đang nè. Nhóm bơi đang hẹn chúng quá rồi. Nhóm bơi là bu cho đông vô thì sẽ húi ok nha. Trừ nhân đất. Dạ chào chị Nguyễn Sửa. Mấy đứa rồi. Cái gì? Cảm ơn anh nào. Anh Vũ Nguyễn ơi. Gia tộc họ Huynh đã vào kỳ anh Tâm. Dạ đúng rồi anh Vũ Nguyễn chán quá anh ơi. Chào đại tử Huynh Chi nha. Để cho anh Vũ Nguyễn Calicom ơi lắc. Lát gia phả Quỳnh nhào vô tới nè. Giống ngon. Quá ngon lắm anh ơi, cái treo này ngon. Vô vô anh ơi. Chế Dũng ơi, được bao nhiêu người xem vậy Chế Dũng? Coi xong là ai về kênh ấy coi nha cả nhà ơi, ủng hộ kênh của em nha. Chào em Vũ Nguyễn nha, ca vào đi mấy anh chị em Cali tiếp hết. Hai con tỳ nữ mặt đối mặt chửi với thân trần trời ơi. Hôm nay tụi em đốt trà lửa chạy cho mọi người, tụi em diễn cái bài cái gì à? Trai dân tộc, gái dân tộc, nha múa bụ cần, cần ủ bụ cần đó nha mọi người. Bùm bập bùm bập bùm bập bùm bập bùm đúng không? Cái đó mình phải cầm cho nhiều ra, mình đốn cái cây bự của mình thì mình bập bùm cho nó hết cây rồi thôi. Ừ, bập chừng nào đẻ thôi. Anh thử đi trời. Dạ dạ. Ủa thư luôn. Thư làm trọng á, làm phụ còn. Trời ơi, nãy giờ không dám uống. Nói gì đó mẹ. Đi xong rồi về đi Long Hải, về nhà anh. Trời ơi. Hết tức mình sao đi Long Hải nha cả nhà. Ờ cho anh ra đành anh đi. Ơi, đá này đá tôi lạnh đó bịch. Rồi, chuyến là xong bây giờ. Mua cho bạn nữa đi, mua anh nữa đi coi. Mẹ anh vô trả tiền nè. Vô trả tiền nè. Quyền bằng bên cậu. Mua giùm anh thêm vài bịch nữa đi. Chơi với nhau đến khi điện liền vợ là điện lá tự bến nhau thôi. Rồi. Cứ mà bó gối vùng đùi thì cũng ly. Rồi, đúng rồi. Đắp đi vô. Nguyễn ơi. Vô chào cô ba nha, mua bao đi, mua đi mua đi nhiêu tiền vậy anh trả, lát lát đi mua thẳng nha, đi xe tấn á, chở ra luôn xe nãy á, chở vô tấn đã, gì tiền và gì ăn, giống bơi sắp tan giả luôn rồi, cái nhà nhà coi ra ma hết rồi, rồi ok, số mới làm nhiều, làm mai con, ai xe anh hỏi chừng mất 4 bánh nha, mai cũng về đó, xe nhanh năm cao. Chào họ cách im lặng chú sức khỏe nha. Có đoạn ăn treo nha, ăn treo nha cái nhà kìa. Rồi mời mọi người ăn treo nha. Đó. Có những anh chị nào, những cô chú nào mà thích cài nha, bữa nay còn sẽ quay cảnh cạnh nhung nhang của cài luôn nha cả nhà. Cài đang ăn con treo, trị giá 2.2. Chịu không? Chịu này tài nó mua xe mới nữa nha mọi người, mua thêm chiếc nữa rồi. Trời chắc cái này để đổi rồi, quá nghĩ làm YouTube quá cả nhà ơi. Theo tài xế hả? Ừ. Đó hai anh em mình ôm chiếc cứ chạy suốt đi. Ừ, kiếm thêm ba người, năm anh em trên chiếc xe tăng luôn. Số đàn hai năm người. Xách xe chạy đi dạo rồi khỏi chứ anh. Không, anh Tấn Nguyễn là tiếp khách, giống như là mình xe mình là over đây có hai người đó tiếp khách, còn như là tài xế. Phải xe mới lên cái trường đắt lắm. Ờ tại đúng là bảy tay đã giao mà đúng là chuyến đi thêm mới luôn á, nhưng mà nó trễ cái. Phải dùng chiếc mới là lấy gì nhiêu? Dù chưa tỷ mốt 90, lăn bánh luôn rồi, tỷ mốt 90. Về dọn nữa phải 100 mốt cho tỷ 3 tròn á.
Chờ tí bà. Tao mua xe ai. Anh đợi lại nha, cho ai ăn lấy ra đút ra nha. Trời xong dám ngồi, trời căng ngồi căng khoái. Ai mà bị say xe ngồi xe còn bảo đảm là không bao giờ say đâu. Ốp luôn rồi chứ không? Ốp luôn. Lấy sao sao lấy ra được trời. Con lấy quá rồi. Dài dài quá không còn. Ừ. Ở đây sao có mùi ba ba dữ vậy trời. Mắm tôm. Chứ cái này nó đâu có đậu đâu. Ủa, lượng có mắm tôm á. Thử coi nó mềm chưa. Cái da nó ngon lắm. Cái mềm thì em nghĩ nó không mềm nổi đâu. Nó chỉ được cái mức độ nào thôi. Mức độ nào thôi chứ mềm nó. Gì ăn? Không, cái thịt nó đã mềm rồi, da không mềm thôi. Thịt thì ngon rồi đó. Không, nhưng mình cứ để lửa ăn được mà, nó không có nhờ đâu anh Tuấn. Được. Okay. Okay. Yêu cầu kêu tới Dũng đi toilet là kia. Vô đến đầu là lắm tịt, vô làm cái tịt quá. Trời ơi. Má ơi. Dạ, ở phía bên kia nhà mình có một cái toilet ngoài á. Dạ, nhà mình đi có thể đi ở phía ngoài cho nó. Rồi rồi. Là cái dưới này đúng không anh? Dạ đúng rồi đúng rồi anh. Là cái dưới này đúng không? Dạ cái đây mở cửa đó. Cảm ơn nha. Ấn Nguyễn ha. Gì đây? Rồi mọi người bắt đầu chào qua nha nha. Ở đây gần núi không, mọi người nhậu vào là nhớ tìm chỗ núp nha. Chúng Trần Tuấn Nguyễn tới chỉ là lùi là không có chỗ trốn. Chỉ có má chồng, má chồng lo. Má chồng anh Vinh Đình nè. Sức khỏe Tài ơi. Tài ơi. Tài ơi, tối nay chăm anh Vinh Đình nha. Sao vậy? Nghĩ sao đi về đi. Đây lại nè. Đây là Trương Kể đó. Là ra chứ gặp Dì Sơn đang ngồi vô ngồi là bóc điện thoại ra điện cho 67 để 67 nói chuyện với Dì Sơn. Dì 67 xin cho bọn cầm về nhóm chung khi đầu là Dì Sơn nói là không có giao vô thì Sơn từ chối rồi. Ôi tôi lại luôn có cầm ơi mày tha tao cầm ơi thì tao đang đi ngủ mày tha tao đi cầm tôi lại mày cầm tắt lửa không mềm rồi hả. Thịt dễ dừa ngon, dễ giảm nhỏ chút thôi, giảm bia giảm quá. Giảm hết rồi đó, hết số rồi đó. Đó đây là em làm thêm cục treo nha cả nhà. Quá hấp dẫn nha. Trình đầu tiên ăn đồ gần mà. Em ăn con này nè, em ăn ở ngoài Phú Quốc á, lúc mà em còn làm ở ngoài Phú Quốc em mua đất ở ngoài đó đó. Rồi mua đi bán lại á. Trời em nói anh á, treo rừng á. Hồi xưa kìa Phú Quốc nó còn ghê lắm anh biết không? Người ta là chỉ có rừng núi không mà không có đường đi như vậy, không có đường đi đâu. Nó chỉ có một con đường nhỏ thôi. Rồi xong đi rất là cực khổ, rồi xong rồi treo nè anh biết không? Nó ở trong rừng nó nhảy ra ngoài đường hoài gì, nó nhảy ra đường hoài luôn á. Bây giờ mọi người cho cảm nhận cái này với lại cái ở cái vừa rồi cái nào đẹp hơn? Tất nhiên ở đây rồi. Đây đẹp hơn. Tất nhiên. Ở đâu? Bữa Tiền Giang. Cái này đẹp hơn. Ừ, đẹp hơn rồi anh. Ở đây anh nghĩ là anh bỏ anh đi mấy trăm cây số gấp 3 lần cái đường Tiền Giang rồi. Nó đẹp hơn. Tiền Giang chỉ có 100 cây, đây đi 300 cây, 330 cây. Nhưng mà ở đây nó không cái phong cảnh nó ngoài. Dạ, đúng rồi. Đây là gọi là thiên nhiên, cái này gọi là sống về thiên nhiên. Còn kia là sông nước. Còn kia là về sông nước, còn này thiên nhiên. Mình đi mỗi đi cảnh mà. Đúng rồi. Anh Dũng Nguyễn cũng nói với anh Tân Nguyễn cũng nói là anh Tân Nguyễn cũng đi chỗ này rồi, anh Tân Nguyễn nói là cuối năm cũng hay đi với gia đình lên đây nè. Nghỉ dưỡng này rồi. Hẹn tối nay 21 giờ trên lên kênh Thích Cà Khịa cho Caliton Vlog nha mọi người. Ok nè không mất. iPhone 16 ngay liền anh Tân Nguyễn ơi. Bưng lên luôn rồi. Chuẩn bị đón Mộng Cầm nha. Mộng Cầm ra khỏi nhóm B rồi. Rồi cái này là bích cửa nha anh Hoàng Thanh ơi. Lên được nhiêu rồi anh? 133 người. Ok, Cali. Má ơi, tài xế đẹp trai dạ. Tối nay em làm lễ đo đỡ đầu cho chị Cali nha. Ca. Ok nha cô ba. Cô ba là mẹ đỡ đầu Cali con nha. Bảo đàn ông nha. Rồi, má đi tới đâu địch cái đó con quỷ này không biết sao. Người sinh gì xiết gì đồ ăn đồ uống cái này là vui đồ ăn uống gì má ai được trong đoàn nè mấy bạn mấy ông vốn chỗ là mời đồ uống gì lét tỉa má kêu chỗ là nấu nướng anh cái này nhầm ổn vui vẻ đừng cho ai vô hết vô kê nha anh Trần Văn Đức vô mà mộng cầm sống ăn miếng da nha mọi người không có cửa vô ra vô đúng bơi đúng a nha mọi người uống chưa có mà thôi má giờ hầm chút bữa ăn ngon quá mua kaka vô cái lầu đó còn đâu vô em đồ đó rồi. Đó, đập vỡ cây đàn đi. Rồi nè, lắc lên cái đó. Trời ơi, cái này giúp đập vỡ cây đàn rồi, đập vỡ cây đàn. Ai mà cầm đàn ngược. Đàn ơi, đàn ơi. Đàn ngược. Quay cho cái đàn lại, đàn ngược ơi. Đó, đúng rồi.
Đúng rồi, đạn gì á? Em muốn kêu mắc thợ. Gì nữa? Có gì gì Sơn ơi, ăn không nổi đâu, đừng có đem ra nữa. Lòng, lòng, lòng. Chứ lại đâu vợ chồng má. Ừ, ngon rồi. Lòng sao hả? Trời ơi, em ơi, anh Sơn dậu. Anh Vũ cũng chịu không tới giờ này luôn. Sài Gòn không sao không mưa bao bà tại gì á. Anh đi cái đâu là mưa cái đó nha. Mình đi ơi làm sao chứ hết. Bởi bên con này bây giờ nghỉ khách trai rồi. Trời Nam chi quá trời. Quân thù gieo bao ta. Đó nè. Ta chung vui sao đành lòng. Đem máu xương người dẫn tương tươi thắm. Ngài về đợi nào tính. Tào lao chơi vui má. Kính trong cái đời chi quân cũng hồ. À, chi quân hát mà chi quân đi. Má em không đi tận nhà thế, chị không đi tận nhà má em là người nông dân thế, em là người nông dân. Hên quá em không phải là nông dân. Em là lông bông. Nè tao đứa chén em lên khách trong nếu em tới.